Người đàn ông tự nhận lúc nào cũng đeo 8kg vàng trên người khiến mạng xã hội xôn xao. Mới đây, cư dân mạng được phen náo loạn khi bất ngờ xuất hiện những bức ảnh chụp một người đàn ông ăn mặc bình thường nhưng lại đeo một số lượng vàng lớn trên người. Sau khi xem ảnh, nhiều người chuyển từ ngạc nhiên, lạ lẫm, hiếu kỳ sang thích thú, thậm chí không ít còn tỏ ra ngưỡng mộ với người đàn ông giác vàng này. Những hình ảnh nhanh chóng được đưa lên các diễn đàn nổi tiếng với tốc độ chóng mặt, đã có hàng nghìn like và bình luận về sự việc lạ lùng đó. Tuy nhiên, tên tuổi và địa chỉ về người đàn ông này vẫn chưa muốn tiết lộ. Theo chia sẻ của vị đại gia này, tổng số vàng anh ta đeo trên người là 8 kg. Ngoài ra anh ta còn sở hữu một dàn siêu xe rất có giá trị và nhiều tài sản có giá trị khác. Ngoài trang sức bằng vàng đeo trên người, ô tô đắt tiền, vị đại gia này còn sở hữu nhiều xe máy rất đắt tiền. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ sự giàu có của vị đại gia, nhưng không ít ý kiến đã kích chê bai cách khoe của thái quá của anh. Một số người còn lo ngại số vàng đeo trên người vị đại gia này sẽ trở thành miếng mùi ngon cho bọn trộm cướp. Những đại gia chơi ngông, đeo cả trăm cây vàng trên người Bên cạnh nhà lầu, xe hơi, không ít đại gia còn chơi ngông, đeo cả trăm cây vàng để khoe sự giàu có. Chiều ngày 17 tháng 3 vừa qua, một người đàn ông đặc biệt trên người đeo đầy vàng từ dây chuyền nhẫn đến vòng tay to khủng khiếp xuất hiện tại một trung tâm thương mại vừa qua tại hà nội đã gây xôn xao cộng đồng mạng đại gia này to cao không đẹp trai tuổi trung niên mặc quần áo bình thường nhưng trên người đeo rất nhiều vàng khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở hà nội nhân vật này ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của mọi người ai nấy đều tò mò nhìn ngó và bàn tán thậm chí nhiều người còn xin chụp hình Hầu hết các ý kiến đều tỏ ra ngưỡng mộ sự giàu có của người đàn ông lạ mặt, nhưng cũng không ít ý kiến đã kích chê bai cách khoe của thái quá, một số bình luận còn lo ngại đeo vàng đầy người chẳng khác gì làm mồi cho cướp giật. Nữ đại gia đeo cả trăm ký vàng lên người. Đến đền sông, phường Bắc Sơn, thị xã Biểm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hỏi người phụ nữ đeo đầy vàng bán hàng ai cũng nói đó là chị Tê, đại gia, vì chị Tê có một sở thích rất lạ, thích đeo vàng. Theo một người bán hàng ở đây cho hay, số vàng mà hiện giờ chị Tê đang mang trên người lên đến hàng trăm cây vàng. Mà đó là vàng thật 100%, chứ không phải vàng giả như một số người đồn đoán đâu. Người bán hàng khẳng định, nữ đại gia Tê đeo chi chích vàng trên người, từ cổ, cổ tay, ngón tay, cổ chân, ngón chân, đầu đầu cũng thấy toàn là vòng vàng, lắc vàng, nhẫn vàng. Thậm chí có cả một chiếc vòng vàng to như dây xích quấn quanh cổ chị T, khiến cổ chị như rụt vì nặng. Người dân ở đây cho biết, khoảng 20 năm nay, từ khi xuất hiện và bán hàng ở trước cổng đền thì chị này đã sống khép kín, không giao tiếp với ai nên mọi thông tin về người phụ nữ này rất ít. Có rất nhiều ý kiến về nguyên nhân chị Tê đeo nhiều vàng, như chị đeo vàng để khỏi ốm, để khoe của, để cho dễ bán hàng. Theo những thông tin mà chúng tôi nắm được từ người dân quanh cổng đền, chuyện chị đeo vàng xuất phát từ một lần mua vòng cổ bằng vàng về đeo. Một thời gian chiếc vòng bị mất nên chị đã ốm triền miên Mãi đến khi chị mua lại dây chuyền khác về đeo thì bỗng nhiên chị lại khỏi bệnh Nghĩ rằng vàng là vật tiếp sức mạnh nên chị cứ bán được ít tiền hàng nào là đều mua vàng để về đeo hết trên người Trước thông tin này, chị Tê thẳng thắng Số trang sức này là do tôi tích cóp từ nhiều năm qua Tôi đeo cho đẹp chứ chẳng có chuyện gì để trừ tà trừ ma như một số người đồn đoán Tôi đeo cả ngày lẫn đêm, ban đầu do chưa quen nên việc đi lại khá bất tiện Nhưng giờ thì thấy thoải mái khi được đề cập đến độ an toàn khi khoe số tài sản trên hàng ngày, chị Tê chia sẻ, tôi cũng lo lắng chứ, nhưng chắc trời thương nên chưa bao giờ bị mất cấp. Ông Vũ Văn Xuyên, trưởng ban quản lý khu di tích Đền Sông Sơn xác nhận, du khách ở các tỉnh lân cận, đặc biệt là từ Hà Nội rất thích người bán đồ cúng tế giàu có, theo những vị khách, mua đồ của người giàu sẽ gặp nhiều may mắn, sung túc cả năm. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hành động kỳ lạ của người phụ nữ này vật vả bảo vệ đại gia Ấn Độ mặc áo bốn kg vàng diễu phố. Ông Bankai Bharat, một đại gia ngành dệt may tại Ấn Độ mừng sinh nhật lần thứ 45, đã quyết định tặng cho bản thân một chiếc áo vàng nặng hơn 4 kg để bảo vệ cho khối tài sản di động này. Nguyên một nhóm bảo vệ được thuê để đi theo hộ tống. Tôi muốn mặc đồ thật đặc biệt tới thăm đền Shikhi Vinaya ở Mumbai để, để tạ ơn những thành công đã đạt được. Vị đại gia chia sẻ, đồng thời tiết lộ thêm rằng ông chỉ tốn hơn 200.000 USD cho chiếc áo đặc biệt này, cái giá ông cho rằng quá hơi. Theo báo giới địa phương, chiếc áo bằng vàng đã khiến ông Bankai Parak gây sự chú ý đặc biệt khi dạo bước trên đường về nhà ở Yeola, cách Mumbai 260 km. Tôi mê vàng từ hồi còn 5 tuổi, đến nay đam mê đó vẫn nguyên vẹn, thế nên hoàn toàn hợp lý khi tôi mừng tuổi 45 của mình bằng vàng. Ông Bankai Parak nói, Tôi còn nhớ trong đám cưới của tôi cách đây 23 năm, nhiều người đã xôn xao rằng thật kỳ cục khi tôi đeo vàng nhiều hơn cả cô dâu, nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó. Chiếc áo vàng được trang trí bằng 7 nút áo, cũng bằng vàng chạm khắc tinh xảo. Lẽ ra đến hôm nay, chiếc áo mới hoàn thiện, nhưng ông Ban cai Barak đã không thể chờ tới ngày nó hoàn thành mà tranh thủ diễn trước. Tiệm kim hoàng Shanti ở Mumbai đã phải huy động một đội 20 người và mất 3.200 giờ trong 2 tháng qua để hoàn thành chiếc áo đặc biệt này. Mặc dù chiếc áo được làm hoàn toàn bằng vàng 18-22 carat, nhưng theo lời của Barack, mặc chiếc áo này hoàn toàn thoải mái như những chiếc áo bình thường khác.